Thưa quý vị, cuối năm là thời điểm nhu cầu hàng hóa phục vụ sản xuất tiêu dùng tăng cao, kéo theo đó là nhiều loại hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trà trộn vào thị trường với các thủ đoạn tinh vi. Tình trạng này ảnh hưởng không nhỏ tới quyền lợi của người tiêu dùng khi phải bỏ ra một số tiền lớn để mua về những sản phẩm kém chất lượng, đồng thời gây thiệt hại lớn về uy tín thương hiệu của những doanh nghiệp chân chính. Có thể thấy rằng các mặt hàng tiêu dùng hiện nay thì đang được các đối tượng làm giả rất tinh vi với nhiều những phương thức và thủ đoạn khác nhau mà bằng mắt thường thì người tiêu dùng sẽ khó để có thể phân biệt hay là phát hiện. Chính vì thế mà việc phát hiện và xử lý nhằm ngăn chặn các lực lượng chức năng vào thời điểm này sẽ khó góp phần có thể là giảm thiểu tối đa được thiệt hại cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng. 8 giờ sáng, trong vai một khách hàng có nhu cầu mua mặt hàng đệm về sử dụng, phóng viên đã tiếp cận một đại lý bán các mặt hàng chăn ga gối đệm có địa chỉ tại xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Kho hàng này có diện tích khiêm tốn gần 30m², nhưng lại có đến hàng chục sản phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng khác nhau. Khi khách hàng có yêu cầu mua đệm sông Hồng, chủ cửa hàng đã nhanh chóng giới thiệu với đủ kích cỡ và giá cả. Mua vài cái thì có bán rẻ không? 10 cái thì nên giá xỉ. Ở đây nhìn mấy cái đệm sông Hồng này nó cũng có khác gì cái đệm thường đâu nhỉ? Thì là đây là thế hệ 3 mày. Thế hệ 3 nghĩa là sao? Có nghĩa là thương hiệu nào cũng thế, cũng phải có một ông xịn nhất. Xong ông vừa, xong ông rẻ hơn và ông rẻ hơn nữa. Một thương hiệu rất là nhiều loại luôn. Không phải là cứ sông Hồng là sông Hồng một giá đâu, không có đâu. Cái đệm sông Hồng mét rưỡi là... Một sản phẩm đệm 1,5m ở đây có giá hơn 2 triệu đồng. Nhưng trên thẻ giá ghi 3.070.000 đồng. Điều đáng nói, qua kiểm tra tem chống hàng giả, trong sản phẩm lại không có lớp tráng bạc, không có mã số an ninh. Trong khi đối với đệm sông Hồng chính hãng sẽ được bảo hành 5 năm cho mỗi sản phẩm. Trên phiếu bảo hành có in chìm logo sông Hồng, phiếu không bị mờ, tẩy xóa. Tem mác trên sản phẩm có mã vạch, QR code và lớp cào tráng bạc chưa bị cào xước. Cào nhẹ lớp tráng bạc sẽ cho ra mã an ninh do Bộ Công an cung cấp. Khi được hỏi những vấn đề bất thường trên một sản phẩm được cho là chính hãng này, chủ cửa hàng cũng đưa ra nhiều lý do kém thuyết phục và sự im lặng khó hiểu. Kiểm tra sản phẩm cào nhẹ nước phủ tem này, bảo hành mà có cào đâu. Nó bị ẩm hay sao? Hả? Ẩm không cào được á? Vấn đề là cái tầm tiền 2 triệu chỉ được đệm kiểu đệm thế hệ này thôi. Sau khi nhận được phản ánh từ phóng viên VTC16, đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường Vĩnh Phúc đã thực hiện kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh này. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục sản phẩm mang thương hiệu sông Hồng, nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, có dấu hiệu giả mạo hàng hóa, không có tem chống hàng giả do Bộ Công an cấp phép. Chủ cơ sở này còn tiết lộ, khi nhập các mặt hàng này được chiết khấu lên đến 50%, con số cao hơn rất nhiều so với hàng chính hãng. Biết của hàng giả, bên anh không bao giờ làm ẩu như thế này cả. Chẳng như là cái vải, đường may, là hàng giả người ta không được bắt sổ cẩn thận như hàng thật bên tôi. Cái thứ hai là cái logo của sông Hồng, chỉ quay có một chiều, còn của bên tôi sẽ quay tứ hướng, đa diện. Cái thẻ giá của sông Hồng là cái thẻ tem vỡ do Bộ Công an cấp, và tất cả các thẻ bài đấy bên tôi đều có mã sản phẩm để nhắn tin về tổng đài để nhận biết là hàng thật hàng giả. Nhưng mà ở hàng giả thì người ta đang là chỉ là lấy cái thẻ bài của sông Hồng scan. Bây giờ sang bên kia làm việc nhé. Đây. Tổng số là 12 cái nhé. 9 10 12 cái. Cái bên kia anh ạ. Em đợi này em mới thường tín, em hỏi anh như thế, nhưng không phải lấy qua nhà nào các anh chị. Nếu mà các anh chị nhà phân phối như em đấy ở dưới Sóc Sơn đấy là các anh chị là gửi hàng cho em thì bộ ga sông Hồng này nhìn em biết là cái bộ ga rồi, bởi vì là điểm này người ta đây chiết khấu chị bao nhiêu phần trăm? Cái này đợi này của em là chiết khấu 50%. 50%. Vâng. Chưa có bảng giá bán sông Hồng rồi. Không ạ. Vì em không mấy cái này mà em không bán có cái gì sông Hồng luôn. Và rồi các anh như thế. Tổng là 12 chiếc nhá. Được chưa? Đối với đệm sông Hồng thôi, không kiểm tra đối với cái, tất cả các mặt hàng khác. Là tổng 12 chiếc nhá. Chị có ý kiến gì không?
hàng hóa sẽ đề nghị tạm giữ, nó có dấu hiệu về không đúng với sản phẩm của công ty Sông Hồng sản xuất. Trước hành vi bán hàng giả mạo nhãn hiệu, đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý Thị trường Vĩnh Phúc đã lập biên bản tạm giữ 12 sản phẩm làm căn cứ để ra quyết định xử phạt về việc buôn bán hàng giả, hàng nhái với tổng số tiền 45 triệu đồng, buộc tiêu hủy số hàng hóa trên theo quy định. Như vậy, với hơn chục năm kinh doanh sản phẩm này, có thể thấy số lượng sản phẩm đệm được cơ sở kinh doanh này bán ra không hề nhỏ, đồng nghĩa gây ra thiệt hại lớn cho doanh nghiệp sản xuất, cũng như bòn rút túi tiền của người tiêu dùng khi họ phải trả một giá cao mà phải sử dụng sản phẩm kém chất lượng. Xin được chuyển sang phần tin về thị trường nông sản. Thưa quý vị, năm nay người dân trồng vú sữa tím huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng rất phấn khởi khi vụ này vừa trúng mùa vừa được doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu sang thị trường Mỹ với giá cao. Đây là tín hiệu đáng mừng khi mặt hàng trái cây này đang dần khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường quốc tế. Năm nay, ông Quốc không còn phải lo tìm đầu ra cho trái vú sữa, bởi toàn bộ diện tích vú sữa tím 0,6 hectare của gia đình đã được bao tiêu để xuất khẩu sang Mỹ với giá cao gấp đôi so với thị trường nội địa. Theo tính toán của ông Quốc, vườn vú sữa của gia đình năm nay thu hoạch không dưới 20 tấn trái. Chứ thầy bán thì tới vụ đó bán giá 10.000, 15.000 cũng có dư vụ á. Rồi nó bây giờ có hợp tác xã thì giá nó cao hơn, mua người ta mua giá chết của mình đó là 30.000 với 40.000 đầu vụ á. Hợp tác xã nông nghiệp Lộc Mãi, xã Trì Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng hiện có 23 hộ thành viên tham gia trồng vú sữa tím. Ước tính sản lượng trái năm nay đạt từ 1.000 đến 1.200 tấn. Từ đầu năm đến nay, hợp tác xã đã liên kết với các doanh nghiệp thu mua với giá bao tiêu 30.000 đồng 1 kg, cao hơn so với giá thị trường nội địa từ 10 đến 15.000 đồng 1 kg. Đầu vụ đến nay, hợp tác xã đã xuất khẩu trên 20 tấn vú sữa sang thị trường Hoa Kỳ. Tại giờ xã viên đang mở rộng ra thêm. Như thứ hai, hợp tác xã ở đây giờ đang cũng là bao tiêu là hai hợp tác xã nữa là mình hỗ trợ tiếp hai hợp tác xã kia là cũng như chưa có công ty xuất khẩu được. Tôi sẽ nhân rộng cái vú sữa tím bốn mùa thì cũng là nhằm cho cái mục tiêu là mình cung ứng cái trái vú sữa quanh năm cho cái thị trường xuất khẩu. Đến nay, toàn huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đã có hơn 2.100 hectare trồng vú sữa. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, các hợp tác xã đã xuất khẩu tổng cộng trên 154 tấn vú sữa đi các nước. Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Sóc Trăng đã quy hoạch được 20 vùng trồng đáp ứng các tiêu chuẩn, sản xuất theo hướng hữu cơ, Việt Gáp. Đồng thời tổ chức liên kết sản xuất và xây dựng mã số vùng trồng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu vào các thị trường có yêu cầu cao như Mỹ và châu Âu. Thưa quý vị, thống kê toàn tỉnh Đồng Nai hiện có trên 10.000 ha cây chuối cấy mô xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu chính là qua Trung Quốc chiếm trên 90% về lượng. Và đầu tháng 11 năm 2022, nghị định thư về xuất khẩu chuối chính ngạch qua Trung Quốc được ký, mang lại niềm vui lớn đối với bà con nông dân trồng chuối. Tính từ khi có nghị định thư đến cuối năm 2022, Hợp tác xã Thanh Bình đã xuất được gần 1.000 tấn chuối tươi qua Trung Quốc. Theo Hợp tác xã, trước đây, do diện tích và sản lượng chuối lớn, nên khi chuối vào mùa thu hoạch là nông dân gặp cảnh bế tắc đầu ra, nhất là dịp cuối năm. Thế nhưng năm nay, chuối không chỉ xuất khẩu thuận lợi mà còn có giá cao từ 11 đến 13.000 đồng 1 kg. Nghị định thư về trái chuối giữa Trung Quốc và Việt Nam mình đó, thì trước hết là có cái thuận lợi là chúng ta có một cái hành lang pháp lý riêng về cho cái quả chuối. Đến giờ phút này là cái ngành hàng về quả chuối xuất qua Trung Quốc rất là nhiều, thuận lợi rất là nhiều so với cùng kỳ năm trước. Thì cũng từ đó mà cái giá cả nó tương đối hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Và cái sản lượng cũng tăng hơn khoảng 45% so với năm trước. Thì đây là một cái niềm vui. Hiện toàn tỉnh Đồng Nai có 9 vùng trồng chuối cây mô với diện tích hơn 4,3 ngàn hectare, được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu đi thị trường Trung Quốc. Trong đó, gần nửa diện tích được trồng tập trung ở huyện Trảng Bom. Số còn lại được trồng rải rác ở các huyện như Xuân Lộc, Thống Nhất, Cẩm Mỹ. Sản lượng bình quân hàng năm đạt khoảng 112 ngàn tấn. Thông suốt mà bán được với giá khoảng độ 6 ngàn là người nông dân có lời rồi. Nói tóm lại rất phấn khởi, đáng ra là gia đình cũng tính bán mạo đi, nhưng mà khi ông Nguyễn Phú Trọng đi thăm mà kỹ được thì nên nhà không bán, phải giữ lại để mà có thời cơ để mình làm giàu.
Nghị định thư nêu rõ, chuối của các vùng trồng và cơ sở đóng gói chưa được phê duyệt hoặc chuối chín thì lô hàng đó sẽ bị từ chối nhập khẩu. Trong trường hợp phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc có đất lẫn tàn dư thực vật, lô hàng sẽ bị chặn lại hoặc tiêu hủy hoặc xử lý. Đối với trường hợp phát hiện lô hàng không phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc, lô hàng cũng không được phép nhập khẩu hoặc bị tiêu hủy. Về phía ngành nông nghiệp thì chúng tôi khuyến cáo rằng chúng ta phải cố gắng tuân thủ các cái điều kiện của nước nhập khẩu và sản xuất đảm bảo an toàn tối đa về hóa chất, về sử dụng hóa chất, về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như là phân hóa học. Cố gắng thì nâng cao cái việc mà sử dụng các cái nhóm chế phẩm sinh học cũng như là phân hữu cơ. Ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo các hộ nông dân cần liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp xuất khẩu để triển khai hình thành mã số vùng trồng. Sản phẩm chuối sau khi được thu hoạch phải đưa vào các cơ sở đóng gói đạt chuẩn. Cơ sở đóng gói cũng phải được Hải quan Trung Quốc cấp mã số mới có thể xuất khẩu, đầu ra thuận lợi, giá cao.